Mỹ nói Nga sắp diễn tập hạt nhân. Mỹ cho biết Nga chuẩn bị tiến hành diễn tập hạt nhân thường niên với nội dung bán đạn thật, nhưng Washington chưa được Moscow thông báo theo thỏa thuận. Hàng loạt quan chức Mỹ hôm 17 tháng 10 cho biết, Lầu Năm Góc và cộng đồng tình báo đang theo dõi mọi hoạt động liên quan tới đợt diễn tập hạt nhân thường niên ROM sấm sét của Nga dự kiến sẽ được tổ chức trong vài ngày tới chúng tôi đoán rằng cuộc diễn tập sẽ kéo dài nhiều ngày với những hành động nằm trong khuôn khổ nga từng thực hiện những năm trước trong đó có triển khai lực lượng chiến lược và phóng tên lửa phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby cho hay Diễn tập GROM thường tập trung vào những vũ khí chiến lược như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START giữa Mỹ và Nga yêu cầu hai nước phải thông báo trước cho nhau về các vụ phóng tên lửa chiến lược trong diễn tập. Tuy nhiên, quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ hôm 17 tháng 10 nói rằng Moscow chưa thông báo cho Washington về cuộc diễn tập GROM sắp diễn ra. Giới chức phương Tây khẳng định họ có đủ khả năng để theo dõi chính xác lực lượng hạt nhân Nga trong sự kiện. Chúng tôi sẽ duy trì cảnh giác, nhất là trong bối cảnh phía Nga đưa ra những tuyên bố nguy hiểm về vũ khí hạt nhân, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hồi tuần trước. NATO hôm 17 tháng 10 cũng khởi động diễn tập hạt nhân Stafford Noon kéo dài 2 tuần, nhấn mạnh rằng đây là hoạt động huấn luyện định kỳ, thường xuyên, được lên kế hoạch trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, không liên quan đến tình hình hiện tại. Cuộc diễn tập sẽ có sự tham gia của oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Mỹ. Tổng cộng 60 máy bay sẽ tham gia các chuyến bay huấn luyện trên bầu trời Bỉ, Anh và Biển Bắc. Diễn tập kịch bản sử dụng bom hạt nhân được Mỹ bố trí tại châu Âu. Ukraine dung chuyển vì UAV cảm tử Moscow tiếp tục tổ chức một đợt tấn công mới bằng UAV cảm tử trên khắp Ukraine trong lúc lực lượng Nga phải đối mặt thêm nhiều vấn đề hậu cần. Kiev lại bị tấn công. Theo thị trưởng Vitaly Klitschko của Kiev, thủ đô Ukraine vào sáng ngày 17 tháng 10 đã ghi nhận 28 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV cảm tử. Còi báo động không kích liên tục vang lên và người dân được kêu gọi tìm nơi trú ẩn ngay lập tức. UAV cảm tử đã gây ra 5 vụ nổ gần các tòa nhà dân cư và nhà ga trung tâm của Kiev. Thị trưởng Klitschko cho biết 18 người đã được giải cứu và hai người vẫn còn kẹt lại trong các đống đổ nát. Ít nhất một người không qua khỏi và ba người phải nhập viện. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục được diễn ra. Các cuộc tấn công này diễn ra đúng một tuần sau khi Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine hứng chịu đợt oanh tạc từ trên không lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2. Nga có thể tấn công các thành phố nhưng không khiến chúng tôi gục ngã. Họ sẽ nhận được sự trừng phạt công bằng và sự lên án của các thế hệ tương lai. Chúng tôi sẽ giành được chiến thắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram sau các vụ tấn công mới nhất. Không chỉ Kiev, một loạt thành phố khắp Ukraine cũng bị UAV sát thủ nhắm vào. CNN dẫn thông báo của không quân Ukraine cho biết lực lượng này đã tiêu diệt hàng chục UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất trên khắp miền Nam và miền Đông nước này vào sáng ngày 17 tháng 10. Theo AFP, Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận đã dùng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao đánh trúng các mục tiêu đã định ở Ukraine, bao gồm các sở chỉ huy và hệ thống năng lượng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanani của Iran ngày 17 tháng 10 một lần nữa phủ nhận việc nước này cung cấp máy bay không người lái để Nga sử dụng ở Ukraine. Ông Kanani cũng khẳng định Iran không cung cấp vũ khí cho bất cứ bên nào trong xung đột. Nga đối mặt với vấn đề hậu cần trong lúc nhiều thành phố ở Ukraine bị tấn công, tờ The Guardian đưa tin các chính quyền thân Nga ở tỉnh Donetsk, tố Ukraine đã bắn 19 quả đạn pháo cỡ 155 ly và 152 ly vào các thành phố Donetsk, Horlivka và Makivka thuộc tỉnh Donbass. Ukraine chưa lên tiếng về các cáo buộc này. Tuy nhiên, tỉnh trưởng Serhiy Gaidai của Lugansk cho biết Nga đã dùng xe tăng và pháo để quét sạch khu vực này. Đồng thời, Nga cũng đang đặt các khối bê tông và đào chiến hào khắp Lugansk để chuẩn bị cho một cuộc phòng thủ lâu dài. Tỉnh trưởng Ole Sienhubov của Kharkov cũng cho biết các cuộc tấn công vào khu vực này đã khiến một người không qua khỏi và hai người bị thương. Hiện giao tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra căng thẳng ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW ở Mỹ ngày 17 tháng 10 đánh giá rằng Ukraine phải giành lại một số khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga để đảm bảo an ninh lâu dài và khả năng kinh tế của đất nước. Theo đó, để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công trong tương lai, Ukraine cần phải kiểm soát phần lớn tỉnh Kherson và Zaporizhzhia. Việc giành lại Zaporizhzhia và phần lớn vùng Donbass cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của nền kinh tế Ukraine. Cùng ngày, tình báo quân sự Anh nhận định các vấn đề hậu cần mà lực lượng Nga ở miền nam Ukraine phải đối mặt có thể trở nên nghiêm trọng hơn sau khi cầu Crimea bị đánh bom vào ngày 8 tháng 10. Dù các nỗ lực sửa chữa đang diễn ra và một số phương tiện giao thông đã có thể đi qua, một lượng lớn xe tải chở hàng vẫn bị ùn ứ. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết Nga có thể sẽ tăng cường cung cấp hậu cần tại Mariupol để bù đắp cho sự cố ở cầu Crimea. Bên cạnh đó, với việc lực lượng Nga ở Kherson phải chịu nhiều áp lực và đường vận chuyển qua Crimea bị gián đoạn, tuyến tiếp vận đi qua Zaporizhia sẽ ngày càng trở nên quan trọng để Nga duy trì kiểm soát các khu vực. EU cung cấp đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro. Ngày 17 tháng 10, sau cuộc họp tại Luxembourg, các bộ trưởng ngoại giao của 27 nước EU đã thông qua việc phân bổ một đợt hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine với số tiền 500 triệu euro và sẽ triển khai huấn luyện cho quân đội nước này trên lãnh thổ của EU. Nga lấy làm tiếc về điều này. Theo tuyên bố của Hội đồng châu Âu, cơ quan này đã thông qua các biện pháp bổ sung trong khuôn khổ của Quỹ Hòa bình châu Âu để tiếp tục hỗ trợ và củng cố các lực lượng vũ trang Ukraine. Tính cả đợt thứ sáu mới là 500 triệu euro. Tổng đóng góp của EU trong hỗ trợ Ukraine hiện sẽ lên tới con số 3,1 tỷ euro hội đồng châu âu thông báo rằng các thiết bị quân sự được tài trợ từ đợt mới phù hợp với các ưu tiên hiện tại mà chính phủ ukraine mong muốn cũng theo tài liệu của hội đồng châu âu để đáp lại yêu cầu hỗ trợ quân sự của ukraine phái bộ huấn luyện sẽ cung cấp các khóa huấn luyện cá nhân tập thể và chuyên biệt cho các lực lượng vũ trang của ukraine bao gồm cả lực lượng phòng thủ lãnh thổ Trước đó có thông tin rằng, phái bộ huấn luyện có thể bắt đầu hoạt động vào giữa tháng 11, dự định huấn luyện lên tới 15.000 quân nhân Ukraine. Nhiệm vụ đào tạo của EU được thiết kế trong hai năm với gần 107 triệu euro được phân bổ cho giai đoạn này. Mục tiêu là góp phần vào việc tăng cường tiềm lực quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine để tiến hành các hoạt động quân sự một cách hiệu quả theo quan niệm của eu điều này sẽ giúp ukraine bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình trong các biên giới được quốc tế công nhận bảo vệ chủ quyền và bảo vệ dân thường theo thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov moscow lấy làm tiếc về sự hỗ trợ quy mô lớn không ngừng đối với kiev việc đào tạo nhân viên của các đơn vị vũ trang của ukraine trên lãnh thổ của các nước trong liên minh eu cung cấp thông tin tình báo ngày càng tăng cho thấy các nước phương tây đang cuốn vào cuộc xung đột ủng hộ ukraine Trước đó, hôm 16 tháng 10, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng trên thực tế, NATO đã tham gia vào cuộc xung đột này, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến các mục tiêu, có nghĩa là chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục và sẽ hoàn thành. Theo ông Dmitry Peskov, Nga khó khăn hơn, đáng kể, từ thực tế là NATO đang hỗ trợ Kiev. Điều này đòi hỏi huy động kinh tế trong nước của Nga và huy động khác ông peskov nhấn mạnh rằng tiềm năng của nga sẽ cho phép tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt trong những điều kiện này